Thì đây anh em mình đã lên cái dàn khung máy tiền chế xong rồi nha các bạn. Thì bây giờ còn cái đường giữa nữa là anh mình đang đi hàng. Ở hàng xong nữa là anh em mình sẽ lợp tôn. Thì giờ này cũng chịu rồi, nó trời nó mù á, nên là video nó hơi mờ, mong các bạn thông cảm. Với lại mình làm trên cao á thì gió nó hơi ù nguyên video, là các bạn thông cảm cho mình nha. Đó. Thì hình thức mình lên kèo và lên khung như thế nào, đó, dựng trụ như thế nào mình đã nói hết trong cái video rồi. Thì các bạn nào xem mà chưa hiểu chỗ nào thì bình luận, và chỗ nào chưa hiểu thì để mình biết đường mình trả lời cho các bạn nha. Lên đi, một người trèo lên đi, một người giữ lại. Thì đây nha, anh em mình đã đưa cái kèo lên được rồi nha các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt ốc vô nữa rồi mình hàng cái kèo đó giữa cái chỗ cây 48 đó, là mình hàng kèo đi về sâu đợi xong bắt đầu mình sẽ thả lên tay. Nữa là hợp lợp tôn nha các bạn nha. Đó. Thì ở bây giờ phần trước thì mình đã nói các bạn là cái giá nhận công như thế nào rồi, và làm bản mã như thế nào rồi. Thì ở đây phần 2 anh em mình hoàn thiện nè, lên khung là anh em mình thả đồng tay vào lập tôn. Tôn thì bên kia nha các bạn. Đó, hai cũng tôn nó. Tôn là tôn màu nha, xanh ngọc nha các bạn. Thì cái kèo này nó dài là 12 mét từ đầu đó ra về sau. Đó, còn chiều ngang đây phủ bì là 8m7. Đó. Thì ở đây có hàng mấy miếng quê để mình thả đồng tay lên rồi hàng. Đó. Thì tại vì cái máy này là giờ bữa nữa người ta phóng đường thì người ta sẽ dỡ cái nhà ra. Đó, còn bây giờ hiện tại chưa phóng đường thì người ta cứ để máy như vậy nha các bạn. Còn khi nào phóng đường thì người ta sẽ dỡ nhà dưới ra nha các bạn nha. Thì ở đây trụ là trụ từ cái mặt bản mã lên ngay chỗ mặt dưới của cái kèo là 4m. Rồi từ cái mặt kèo đó lên là thêm 80 nữa nha các bạn. Có nghĩa là cái chiều cao từ cái mặt bích này lên, từ cái mặt bản mã dưới đó lên là cái đỉnh cao nhất của cái kèo là 4m8. Đó. Rồi, thì bây giờ mình làm mình không có quay được thì lát nữa mình làm xong thì mình sẽ quay lại một vòng nữa cho các bạn xem nha. Đó, thì cái hình thức mà lên kèo á là anh em mình ở đây kèo dài 12m thì anh em mình cắt ra làm hai. Đó, và anh em mình hàng trụ vô trước. Đó, hàng trụ vô bản mã. Sau đó là mình dựng hết 6 cái trụ rồi, xong đó mình sẽ đưa kèo lên. Đó, thì mình đưa từng khúc lên, rồi mình đưa khúc thứ hai là mình hàng nối vô. Đó. Sau đó là anh em mình bắt mấy cái dầm ngang. Đó. Dầm trước dầm sau cho nó cầm cái khung lại, rồi anh em mình bắt cái dầm giữa vô nữa nè. Rồi lát nữa anh em mình hàng kèo giữa nữa cho nó đỡ nhịp, cái để đỡ quằn lòng tay. Tại cái khoảng này nó 8m7 lận. Đó, rồi sau đó sẽ thả lòng tay lên và lợp nha. Rồi lát nữa thả xong dàn sườn mình sẽ quay một vòng nữa cho các bạn xem nha. Ở tại trên cao mà vừa làm vừa quay không được nha các bạn. Nói chung cái dầm này nó rất là nặng nha. Bố anh em mình đưa lên rất là, nói chung là nó rất là mệt. Nhưng mà cũng không gọi là anh em mình vẫn đưa lên được nha. Thì khi mà làm thì anh em nhớ là nhìn địa hình địa thế để mà đưa lên cho nó an toàn nha. Chứ nếu mà nhiều lúc các bạn bắt dàn giáo là đưa cái kèo nặng mà lên dàn giáo mà nó đảo dàn giáo nhiều lúc cũng rất khó khăn nha. Nếu mà cảm thấy mà lắc không được thì kêu cẩu nha các bạn, kêu xe cẩu cho nó đưa lên mình ráp cho nó phỉ nha. Đó, chứ làm trên cao mà nặng đồ làm không an toàn thì đừng nên làm nha các bạn. Rồi mình làm xong mình quay vòng nữa cho các bạn xem nha. Thì đây thì cái cây số 12 này là anh em mình sẽ liên kết như chỗ này nha các bạn. Đó, rồi mình thả đồng tay từ đầu này qua đầu cái này, nó sẽ không bị quằn đồng tay nha, nghĩa là nó cứng nha các bạn. Đó. Đấy, dài cái đoạn này nó dài 8 mét mấy nên là mình phải làm như vậy nha các bạn nha.
trên này trời đang kéo mây tới muốn mưa nha các bạn, nên là gió nó hơi ù ù với lại video nó hơi mờ, mong các bạn thông cảm. Thì giờ mình sẽ hàng từ cái đầu này, mình hàng xuống khúc dưới kia nữa là bắt đầu mình sẽ thả đồng tay luôn nha. Đó, thì nói chung mình nhắm cảm thấy mà sức mình đưa kèo đưa đòn tay đồ với dầm ngang đồ lên nổi thì mình làm nha. Còn nếu cảm thấy các bạn thấy nó nặng quá thì các bạn nên kêu xe cẩu nha các bạn. Đó, thì xe cẩu thì nếu mình nhận bao vật tư luôn thì mình sẽ tính tiền xe cẩu. Còn nếu mà các bạn nhận công thì các bạn kêu chủ nhà để mà chủ nhà người ta kêu xe cẩu, đỡ tốn tiền công tiền xe cẩu cho các bạn nha. Đó, thì nói chung cái này thì chủ nhà cũng kêu xe cẩu rồi, nhưng mà mình nói là không cần xe cẩu nên là anh em mình tự đưa kéo tay lên luôn nha. Thì nói chung mình yếu thì mình dùng thới nha các bạn. Đó, thì đây anh em mình đã lên cái dàn khung máy tiền chế xong rồi nha các bạn. Thì bây giờ còn cái đường giữa nữa là anh mình đang đi hàng, ở hàng xong nữa là anh em mình sẽ lợp tôn. Thì giờ này cũng chịu rồi, nó trời nó mù mù á nên là video nó hơi mờ mờ, mong các bạn thông cảm. Với lại mình làm trên cao á thì gió nó hơi ù nguyên video, là các bạn thông cảm với mình nha. Đó, thì hình thức mình lên kèo lên khung như thế nào, đó, dựng trụ như thế nào mình đã nói hết trong cái video rồi. Thì các bạn nào xem mà chưa hiểu chỗ nào thì bình luận, chỗ nào chưa hiểu thì để mình biết đường mình trả lời cho các bạn nha. Đó, đó thì còn lợp tôn nữa là xong nha các bạn. Thì lợp tôn á thì anh em thợ thầy thì ai cũng lợp tôn được rồi. Đó, thì mình không cần phải quay lợp tôn. Đó, thì mình chỉ quay cái cách hình thức mà dựng khung sườn, dựng trụ dựng khung sườn lên như thế nào thôi. Đó, cho anh em xem. Đó, thì mình nói lại một lần nữa là chiều ngang của cái máy này là 8m3. À quên, mình nói lộn, 8m7. Chiều dài là 12m. Đó, mình có đưa kèo lên mình nở hai khúc cho nó đủ 12m. Chứ nếu mình đưa mình kéo tay mà mình đưa lên bằng tay mà mình đưa lần 12m lên thì sẽ không nổi nha các bạn. Đó, rồi mình ở đây một điều lưu ý mình muốn nói cho các bạn nào mới vô nghề chưa biết nghề, để các bạn biết cái hình thức để các bạn làm nha. Thì khi mà các bạn làm một cái dàn máy mà nó sắt nó dày mà nó bự và nó to như vậy nè, nó nặng như vậy nè, gọi là nó nặng, cái dàn máy mình nó rất là nặng, nên khi các bạn dựng trụ thì các bạn dựng trụ cái trụ nó phải dày, nó cứng nha các bạn nha, nó mới chịu lực nở cái máy nha các bạn. Nếu các bạn không biết các bạn dựng cái trụ nhỏ mà mỏng á thì khi các bạn lên kèo lên đồ xong á mà nó lập tôn xong mà có xài thời gian có gió có đồ thì nó sẽ tự động nó gãy trụ luôn nha các bạn nha, nên sẽ rất là nguy hiểm. Đó, khi mà các bạn làm máy mà máy to và bự sắt thì nó nặng thì các bạn phải làm trụ cho nó cứng. Thì ở đây cái máy này cũng không nặng lắm, nhưng mà ở đây người ta cũng sử dụng là cái vuông chính. Đó, cái vuông chính này dày 2 ly. Đó, còn bình thường nếu mà các bạn không sử dụng vuông dày như vậy thì các bạn phải dùng y nha. Đó, thì các bạn dùng y 10 hoặc y 15, máy bự nữa thì dùng y 20 25. Đó, gọi là trụ để nó gánh nguyên cái dàn máy thì mình phải làm trụ sao cho nó cứng cáp là được. Đó, này mình muốn nói cho những các bạn nào mới vô nghề chứ chưa biết nghề thôi. Còn các bạn nào đã là thợ thầy thì xem cho vui hoặc lướt qua giùm cho mình nha. Rồi thì anh em mình chuẩn bị nghỉ giá lao xíu rồi anh em mình lập tôn luôn nha các bạn. Đó, rồi mình xin kết thúc clip đây nha. Nếu các bạn cảm thấy clip mình hay và ý nghĩa thì nhớ để lại cho anh em mình một like. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, mến chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.